Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Tấn Hậu, 28 tuổi, nam tiếp viên của Vietnam Airlines về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Hậu 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử nhận định Dương Tấn Hậu không tuân thủ quy định cách ly, làm lây lan dịch bệnh trực tiếp cho một người, gián tiếp cho hai người, phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng xem xét Hậu có nhiều tình tiết giảm nhẹ, ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng, có công ăn việc làm ổn định, không có tiền án, tiền sự, nên cần áp dụng án treo cho bị cáo. Về việc phạt tiền bổ sung, theo hội đồng xét xử do cha của bị cáo Hậu đang bị bệnh nặng, nên không cần thiết phải áp dụng phạt tiền bổ sung đối với bị cáo, như Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Hậu từ 2 đến 3 năm tù treo, đồng thời đề nghị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Được nói lời sau cùng, Hậu cũng gửi lời xin lỗi vì hành vi của mình và xin hội đồng xét xử xem xét sự việc một cách khách quan. Ngày hôm nay, bị cáo nhìn nhận lỗi sai vô ý của mình đã gây ra và bị cáo xin lỗi bệnh nhân 1478 và nhân đây là các bệnh nhân bị thương, bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến bạn bè cộng đồng, bị cáo mong muốn mọi người giữ sức khỏe, chung tay để cùng giải quyết để cuộc sống được trở lại bình thường và chúng ta sẽ xin chờ không hiểu tình xin giới thiệu về các khách quan theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 11 năm 2020, sau khi Dương Tấn Hậu trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 ở Nhật Bản, Hậu được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của Vietnam Airlines khu vực phía Nam. Tại đây, Dương Tấn Hậu đã tiếp xúc với hai người. Sau này, hai người này được xác định nhiễm COVID-19. Tại khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines, qua hai lần xét nghiệm đều âm tính, Hậu được cho về cách ly tại địa phương đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, khi cách ly tại địa phương, Hậu đã vi phạm các quy định cách ly, rời khỏi nhà trọ để đi ăn, đi uống cà phê. Ngày 22 tháng 11 năm 2020, Hậu còn tham gia thi tiếng Anh tại trường Đại học Hutech. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2020, Hậu có kết quả dương tính với COVID-19. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, lần lượt 3 người dương tính với COVID-19 đều liên quan đến Hậu. Thiệt hại vật chất do hành vi phạm tội của nam tiếp viên Vietnam Airlines gây ra được cáo trạng xác định là hơn 4,4 tỷ đồng, phát sinh từ các chi phí phòng chống dịch bệnh COVID-19.